đúng không? Bạn làm công việc gì ạ? Mình là công an. Mình là công an. Không, nhưng mà em hơi sợ. Sợ. Hơi sợ đúng không? Nào bạn thả lỏng ra cho bạn đi đứng sợ nào. Bạn nữ có sợ công an không? Có. Sợ, đéo chịu. Tại sao sợ? Em hay không đội mũ vượt đèn đỏ đúng không? Vâng. Vâng. 3, 2, 1, bắt đầu. Đấy là tim to anh ạ. Ôi trời ơi. Cái gì to? Cái gì to? Ngực to. Ngực to. Em muốn thích anh không? Em muốn thích anh không? Nani? Ông này thẳng thắn thật đấy. Nhưng thẳng thắn thật. Em thích anh không? Có. Có. Vác lên cả thế giới mai. Các bạn có chơi bắp gì không đấy? Vác lên đấy, vác đồng đội ấy. Đó. Không, đây là không phải muốn nữa, đây là thử thách của tôi đưa ra. À, ok. Rồi, xin mời hai bạn nào. Vác lên vai nha, vác lên vai nha. Đúng rồi. Em úp lên này. Đấy, xuống. Rồi. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi, đi một vòng đi, đi một vòng đi, vác đi. Vác cao lên thì được không? Vác cao lên thì được không? Các bạn có thấy tôi đang đứng giữa một rừng người bao la không? Mình lại không tìm được đôi nào thì nó lại hơi phí đúng không? Nào, ai? Giờ ai ứng cử nào? Bây giờ mình có niềm tin và tình yêu hơn rồi đúng không các bạn nhỉ? Mình ai ứng cử ạ? À, cái gì đỏ đỏ hay đấy. Giờ lại phát nữa em nào. Tiếp nào, ai ạ? À? Bạn nào vừa giơ tay kìa? Rồi. Đây hả? Bà có người yêu chưa? Người yêu chưa? Bà có người yêu rồi. Người yêu đâu? Người yêu đâu? Người em không đi cùng anh ạ. Chuột hả? Ôi đẹp trai đây mà không vào ghép đôi hơi phí đây. Đi vào đây, đi vào đây. Đi vào đây, đi vào đây, đi vào đây. Đi vào đây, đi vào đây. Đi vào đây, ngồi ra kia xếp hàng của các anh ý. Có các anh ngồi bên kia ra để đưa xếp hàng. Tiếp nào. Tôi tìm nữ. Đây. Đây, cười rất tươi đúng không? Em có người yêu chưa? Em chưa. Chưa có người yêu nào đâu. Chưa vào vào luôn, chưa vào luôn. Thế bạn này có người yêu chưa? 1, 2, 3, 3. Bạn này đúng không? Mỗi bạn này đúng không? Rồi, đi vào đây, đi vào đây, đi vào đây, đi vào đây. Ok. Ok. Rồi, bỏ khẩu trang ra nào cho mọi người cùng nhìn mặt em nào. Em đẹp, em xinh. Thật là tuyệt vời. Ok, em tên là gì bé? Em tên là Ngọc ạ. Ngọc sinh năm bao nhiêu? Em 203. 203, chưa người yêu, quê ở đâu? Em ở Hải Dương. À, Hải Dương á? Em có mang bánh đậu xanh đến đây bán không? Không. Ok, bao nhiêu lâu độc thân rồi? Mấy tháng. Muốn tìm một người như nào? Em không biết. Không biết đúng không? Bây giờ cứ cảm thấy ưng phát là ok, chốt đơn luôn. Được không? Chắc được ạ. Ok, tìm nhá. Nào, bây giờ mình đi một vòng tìm nào. Ông nào tôi ứng cử phát là bước vào đây luôn. Mời bạn. Mời bạn ạ. Mời bạn ạ. Không, không, để cho bạn ấy tự bước vào. Để bạn ấy tự bước vào. Ôi. Nó ở cái tập chất. Chất đơn luôn cái gì nữa. Nào, xin mời bạn bỏ khẩu trang ra cho tất cả mọi người cùng nhìn mặt được. Xin phép mình bỏ khẩu trang phút cuối cùng được. Bỏ khẩu trang phút cuối cùng á? Không được. Không được, không được, bắt buộc phải bỏ ngay từ đầu. Rồi, ok. Anh đẹp trai, em thích đẹp gái. Mình đến với nhau thì có gì là sai. Nhưng mà không phải ai, mình cũng bừa bãi. Mà cắt kẹt nhiều quá, hóa ra là thừa thải. Mặc dù em có đẹp, mặc dù em có xinh. Đẹp trai mà. Nhiều khiến. Biết đẹp trai rồi. Tại sao lại muốn bỏ khẩu trang vào phút cuối? Tại vì đặc thù công việc.
Đặc thù công việc. Chết rồi, công an ngầm. Công an ngầm đi gấp đôi à? Đúng không, bạn làm công việc gì ạ? Mình là công an. Mình là công an. Có anh ơi, bạn ngoài có thể cho mình xem tất bạn có màu xanh không? Tất đen. Tất đen à? Chắc chắn đâu. Ok nào, bây giờ mình sẽ làm quen nhau nhá. Ui, đôi này nó lại phủ lý thế nhở. Mình xin mời bạn nam giới thiệu trước. Mình tên là Pháp. Mình 2002. What? Mình 2002. Đéo thể tin được, thề với cả các bạn. Mình là Hưng Yên. Đang công tác tại Hà Nội. Pháp 2002 hả? Còn bạn này, em giới thiệu với bạn nam đi. Em tên là Ngọc, ở Hải Dương, sinh năm 2003. Hải Dương, sinh năm 2003. Phát Hưng Yên, Hải Dương gần nhau à, đúng không? Hình như là có mỗi là giáp nhau luôn đúng không ta? Ôi, thế lại gần nhờ. Hai bạn có hay đi qua Hải Dương, Hưng Yên chơi không? Em đi lên đây thì sẽ qua Hải Hưng Yên. Đúng, nhưng có ý là sao bên đấy chơi bao giờ không? Mình không sao. Lý do tại sao bạn lại bước vào đây và tự tin như thế? Tại vì mình chưa có người yêu. Sao mày khá? Và để ý bạn nữ không? Bạn có để ý là vừa bạn nữ là người đang đứng ở trong này không? Cũng có để ý. Ok rồi. Và bây giờ thì lần đầu tiên gặp nhau theo format chương trình chúng ta thả thính nhau. Nào, thả thính đi nào. Mình bị ngạt từ lâu ấy nên là mình không biết thả thính. Thôi. Phạt đấy nhá. Phạt luôn. Thả thính là thả tán tỉnh nhỉ? Bạn này 202 đúng không? Hay là bạn này 92 đây? Tại sao? Sao lại hỏi tôi tán tỉnh là thả thính ấy? Đúng ạ, vâng, đúng. Bạn ra bao nhiêu? Hỏi thật. Điều bao nhiêu ạ? Mình 2002. Thật không? Thật. Lừa rồi. Tin được không em? Không ạ. Anh cũng không tin đây là 2002 em ạ. Không thể tin được. Sao các bạn trẻ bây giờ lớn nhanh quá. Ok. Tiếp tục nào. Anh cứ hỏi đi. Ok, em ở chỗ nào Hưng Yên ta? Em ở Văn Giang. Văn Giang Văn Đức hả? Còn em thì ở chỗ nào của Hải Dương? Em ở thành phố. Thành phố luôn. Thật ra thì đi thì cũng không xa đâu. Nếu như chúng ta coi nhau là tất cả đúng không? Đúng. Ok, đúng. Vậy thì bây giờ thả thính nhau thôi. Không vòng vo nữa nào, mời bạn nam. Anh gì nhỉ? Anh gợi ý cho em một câu được không? Thế thôi, để tôi nhường bạn nữ trước. Cho bạn nghĩ nhá. Ok. Bạn nữ trước nào. Không thính được, hai bạn sẽ bị phạt. Nghĩ hơi nhiều nhá. Em chưa nghĩ. Em có hay đi thả thính đâu. Tin chứ. Tin tất nếu là được. Không ai là đi thả thính đúng không? Thế đây phải đi thả thính thôi em ạ. Buộc phải đi thả thính, nếu không phạt này. Năm, anh để mềm xong 5 giây không được phạt đấy. Nào, chuẩn bị đây. 5, 4, 3, 2, 1. Hết rồi. Toa xuống. Phạt, bạn này bị phạt này. Bạn Nam nghĩ ra chưa? Thả thính đúng không? Chính xác. Em muốn thích anh không? Em muốn thích anh không? Nani? Ông này thẳng thắn ra đấy. Được. Thảo hả? Thảo hả? Yêu thẳng thắn thật. Em thích anh không? Vã lắm rồi. Để tôi nói cho các bạn nghe nhá. Đi quay ghép đôi ấy mà không muốn ngồi ở dưới này, muốn ngồi ở một tầm cao mới để mà nhìn được xuống ấy, các bạn hãy ngồi lên vị trí như trên kia. Chào cậu. Cậu thấy vị trí này nó chất lượng không? Vị trí chất lượng không? Chất. Ok nào, bây giờ mình lại tiếp tục với các cuộc chơi ngày hôm nay. Bạn nam thẳng thắn được, bạn nữ phạt. Hình phạt của bạn nữ đưa ra sẽ là các bạn comment ở dưới nhá. Tôi lấy comment của các bạn ở dưới. Ok, bây giờ bạn nam sẽ nhắm mắt lại. Không cần phải nhắm mắt, bạn nam đứng im. Để bạn nữ chủ động kiêng lên hay làm gì tùy em nhá, làm sao để hôn được vào trán bạn nam. Bắt đầu. Kiêng lên hay nhảy lên tùy em, bạn nam đứng im đấy. 3, 2, 1, bắt đầu. Chưa được. Tiếp luôn. Em xuống cổ được. Em vịn rồi cũng được. Em tự kéo cũng được.
Ok rồi. Leo leo mới là không có người yêu. Leo leo. Hợp lý quá nhở. Ôi bạn này bạn ấy cứ nghiêm túc ấy làm tôi bị kiểu sợ ấy. Nhưng mà thật ra là ngon mà. Ngon đâu, ngon đâu. Ngon ạ. À, ngon ạ. Cảm khái ấy nhở. Lấy bạn nữ thế nào? Lấy bạn nữ thế nào bạn nào? Cũng được. Cũng được là như nào? Cũng được là như nào? Cũng đáng yêu đấy. Cũng đáng yêu đúng không? Thế đã bao giờ được bạn nào nhảy lên mà hôn vào trán như thế chưa? Chưa. Vô cái này đâu phải hôn trán đâu, hôn mút mắt con nhà người ta luôn ấy. Em mút mắt con nhà người ta luôn nhá, em hôn vào trán con nhà người ta đâu. Rồi ok, tiếp tục nào. Rồi, lần đầu tiên gặp nhau, mình đặt ra câu hỏi cho đối phương nhá, xin mời bạn nào. Em chia tay người yêu được lâu chưa? Được mấy tháng. Mấy tháng lâu rồi, bao nhiêu lâu? Trên 6 tháng á? Trên 6 tháng, à dưới 6 tháng. Dưới 6 tháng là bao nhiêu lâu cụ thể đi? Em không nhớ như... 5 tháng không? Khoảng 2 tháng. Ui! Lươn lẹ. Bạn này thì sao? Mình khoảng 3 năm. What? Khoảng 3 năm. Đéo thể tin được, thề với con được 3 năm rồi, có tin được không? Mê tin. Lừa rồi, thề. Và trong cái khoảng thời gian 3 năm này có tìm hiểu bạn nam, bạn nữ nào không? Cũng có nhưng mà không hợp. Ok. Bạn nữ có tin không? Không ạ. Chắc không? Chắc ạ. Tin tên éo là được. Nghe khi mà bạn nữ nói xong là vừa mới chia tay được 2 tháng thì sao? Thấy bạn ấy chuẩn bị khóc này. Khóc không? Không không, mắt thì bạn ấy long lanh đấy nhưng bạn không khóc đâu. Thấy thế nào? Thấy cũng bình thường. Nghe có cảm giác có gai gai người hay sao không? Cũng bình thường. Thế còn bạn nữ, em đã quên người yêu cũ chưa đấy? Em quên rồi. Chắc chắn không? Chắc. Bao nhiêu phần trăm? 100%. Mày được mà em ơi. Thôi đâu? Chắc. Ok, chắc chắn mới được ghép đôi đấy nha. Bạn này bạn tình lính lắm đấy, cẩn thận đấy. Rồi, còn bạn nữ nào? Bây giờ bạn nữ được đặt ra câu hỏi cho bạn nam đấy. Anh sinh năm 2002 thật không ạ? Hả? Em có xem chứng minh thư không? Vãi cả đái ra đi. Bạn đang lấy thẻ ngành ra đúng không? Ok. Ok. Tin chưa? Xem chứng minh thư tin chưa? Rồi. Cái tập chắc. Nhưng mà bạn này tính rất lính luôn đấy. Ôi rất nghiêm túc luôn. Thế anh trong tình yêu có nghiêm túc không? Mình cũng nghiêm túc. Đã giờ bị cắm sừng chưa? Cũng nhiều. Cái gì? Nghiêm túc nhưng mà bị người ta cắm sừng. Khổ thân, thật sự tổn thương. Tôi rất là thương những bạn nào bị cắm sừng, tôi rất ghét những cái sừng. Bạn đã bao giờ yêu một người như thế này chưa? Đặc thù công việc như này này. Chưa nghiêm túc thế này đâu. Chưa bao giờ yêu một người nghiêm túc như này. Không, ý là kiểu họ tỏ ra nghiêm túc ấy ạ. À, tức là bạn này đang tỏ ra nghiêm túc và em không thích điều đó hay sao? Không, nhưng mà em hơi sợ. Sợ. Hơi sợ đúng không? Nào bạn thả lỏng ra cho bạn đi đứng sợ nào. Bạn nữ có sợ công an không? Có. Sợ, đéo chịu. Tại sao sợ? Em hay không đội mũ vượt đèn đỏ đúng không? Vâng. Vâng. Bạn này có hay vượt đèn đỏ không? Chắc chắn là không rồi. Quá chuẩn luôn. Thế nếu ví dụ như nhá, đây là tôi giả sử, tôi không biết bạn đang làm nghề gì nhá. Bạn là công an, bạn gặp bạn này thì bạn có phạt bạn này không? Dù là ai cũng sẽ phạt thôi, nếu mà là sai. Thôi toàn. Còn nói ai phải phạt tôi nếu mà sai á hả? Phạt vào đâu? Phạt vào chỗ cần phạt. Chỗ nào trên người bạn này là chỗ cần phạt? Chắc là má. Làm gì đấy? Chắc là má. Tôi lại tưởng đằng sau quay. Ok, rồi tiếp tục nào. Nhưng mà bạn này nghiêm túc quá. Nào, giãn ra em, nhẹ nhàng thôi, không sao đâu ạ. À. Em yên tâm đi, yêu công an, ra đường không còn sợ nữa, hiểu không? Cứ tự tin mà đi thôi, nếu mà mình không làm sai. Chứ còn làm sai là vẫn sợ nhá. Áp lực hơn chứ. Áp lực hơn á, tại sao? Tại vì nếu mà ví dụ là người nhà của công an thì càng phải tuân thủ hơn. Quá tuyệt vời, tôi nói là em không cần phải làm gì cả. Quá tuyệt vời rồi, như thế là quá chuẩn rồi. Phủ lý này. Này. Thế này mà đang đêm đang ngủ mơ thì anh tuyết còi cái em giật mình lại bắn dậy đúng không? Đúng rồi. Bắn vào đâu? Không, bắn ý, bắn vào tủ luôn ấy. Kiểu sợ ấy, chạy ấy. Em nghĩ bắn cái gì đấy? Cho nghỉ mẹ một. Nghĩ linh tinh quá. Rồi, ok. Bây giờ mình test thể lực bạn nam luôn nha. Được không? Bạn nam có vẻ rất khỏe mạnh. Test luôn thể lực đi. Bây giờ bạn nam ở nhà chắc là cũng có tập gym đúng không? Tập thể dục thể thao. Thỉnh thoảng. Bạn thích môn thể thao nào? Mình thì đa dạng đấy.
Môn nào mình cũng chơi nhưng mà mình không thích môn nào nhất. Môn nào mới chơi nhưng không giỏi môn nào. Rồi giỏi cái môn mà vào tính mê em không? Giỏi không? Môn đấy thì chắc là trung bình thôi. Trung bình thôi à? Em sao? Em đánh giá xem là bạn nam khỏe nhất ở phần nào? Em nhìn tay anh có vẻ đô. Tay có vẻ đô đúng không? Thế là em thích được bế. Bây giờ cho bạn nam bế bạn nữ bằng một tay, vác lên, được không? Vác lên vai hay là... Vác lên vai đi, vác lên vai luôn, vác lên cả thế giới lên vai. Các bạn có chơi bắp gì không đấy? Vác lên đấy, vác đồng đội ấy. Đó. Không, đây là không phải muốn nữa, đây là thử thách của tôi đưa ra. À, ok. Rồi, xin mời hai bạn nào. Vác lên vai nha, vác lên vai nha. Đúng rồi. Em úp lên này, đấy, xuống. Rồi, 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi, đi một vòng đi, đi một vòng đi, vác đi. Vác cao lên thì được không? Vác cao lên thì được không? Sao thấy thế nào em? Em hơi khỏe. Hơi khỏe á? Em có thấy bị khỏe quá không? Em sợ những người khỏe quá hả? Vâng. Ôi bạn ơi. Vâng. Tức là em thích cái gì? Thế em thích cái điều gì? Ở một người đàn ông thôi. Em thích trung bình thôi. Bạn thì trung bình mà, mọi thứ đều đang đánh giá ở mức trung bình mà, đúng không ạ? Đúng rồi. Sức khỏe thì là hình như anh này đánh giá hơi cao. Cao quá, mình phải đánh giá thêm phát nữa. Được không? Chứ anh nghĩ là vác em một tay vào bạn vác đi băng ấy. Sợ thật, tôi phải nể bạn này về sức khỏe. Bây giờ cho test thêm phát nữa đi, test thêm thể lực phát nữa đi. Bây giờ bế nhá, bế và squat nhá. Đúng. Bế đứng lên ngồi xuống nhá, được bao nhiêu cái cho bạn chọn. Và làm được bao nhiêu cái thì làm, mệt thì bỏ xuống. Ok không? Ok, xin mời. Nào, em chỉ cần ngồi im thôi để anh ấy làm hết. Bắt đầu. Xuống. Gẹt đấy nè. Xuống sâu rồi đấy. Bao nhiêu cái rồi các bạn? Mọi người bao nhiêu cái rồi ạ? 7 cái à? 7 à? Được chục cái chưa? Đan rồi. Thật ra là vẫn còn làm được tiếp nhưng mà thôi, tôi cảm thấy là một người chờ hơi lâu rồi đúng không? Mặt đỏ tưng bừng rồi. Mệt không, mệt không? Cũng hơi nặng. Cũng hơi nặng á? Toàn thật rồi vui em mà. Bây giờ nghe từ tim anh nhìn xem đập nhanh không? Nghe đi, ôm vào. Ôm bạn nữ vào, cho bạn nữ nghe. Ôm luôn. Trời ơi, không nghe gì hả? Không. Thế từ nắm lên ngực bạn nam của họ căng không? Chứ anh thấy là bạn ấy mệt quá, bạn thở ra mà ngực. Sở thứ thế mà. Đấy là tim to anh ạ. Ôi giời ơi. Cái gì to? Cái gì to? Ngực to. Ngực to. Người ta vừa làm gì mình? Ý chạm vào. Chạm vào gì em? Tim ạ. Chạm vào tim em. Em có muốn chạm lại vào tim bạn nữ không? À, chắc là không. Chắc là không ạ. Thế thì mình có muốn áp sát tai vào tim bạn nữ không? Không. Ông này lính đất đấy, ông này tính rất lính luôn đấy. Hợp lý nhở? Ok rồi. Bây giờ trước khi đến vòng quyết định cuối cùng thì hai bạn có thể đặt ra những câu hỏi thắc mắc dành cho đối phương. Em có ngại lên Hà Nội không? Em không. Mà anh dành ít thời gian cho em thì em có chấp nhận được không? Ít là mức độ như nào ạ? Vì đặc thù công việc ấy. Tại vì anh hạn chế được ra ngoài. Khoảng 2-3 tuần anh sẽ gặp em một lần. 2-3 tuần sẽ đi chơi với em một lần. Em có thể biết cụ thể cái công việc của anh là về nhà nước hay là làm ngoài ạ? Mình về nhà nước. Sao? Em làm gì?
Em à? Em làm nghề gì? Em đang làm sinh viên. Sinh viên, ok. Rồi nói đi. Nhà nước là về tài chính hay là về kiểu pháp luật đấy? Mình là công an. Ôi. Ôi. Ôi, mày từ nãy giờ tao chưa làm gì sai không ạ? Thật ra tất này không phải tất đen rồi, tất xanh thật. Sao nghe xong điều đấy thế nào bé? Em thì em cũng thấy bình thường, tại vì là gia đình em thì cũng là truyền thống bộ đội. À, thế thì nó lại hợp lý mà. Em đang học trường gì? Em học viện tài chính. Học viện tài chính đấy, chồng làm công an. Ừ, một người làm tiền, một người làm về luật. Nó lại bị băng luôn, nó lại hợp lý luôn. Ôi, các bạn thấy đẹp đôi không? Các bạn thấy đẹp đôi không ạ? Mọi người thấy đẹp đôi không? Mọi người thấy hai bạn này đẹp đôi không ạ? Sau khi mà nghe bạn Nam nói về vấn đề dành thời gian, em thấy thế nào? Nó hơi ít. Hơi ít? Ví dụ một tuần có thể một lần cũng được, hoặc là tuần rưỡi, hai ba tuần cũng một lần. Có dành thời gian như thế được cho bạn đôi không? Có thể là có nhưng mà sẽ không nhiều. Có thể là khoảng 2-3 tiếng trong một ngày. Thật ra nhá, tôi có một cái quan điểm như này trong tình yêu này. Có thể cả ngày tôi làm 12 tiếng, 12 tiếng hay là thậm chí là 16 tiếng đi. Nhưng khi xong việc tôi sẽ có thể chạy ra 5 phút với cả bạn gái của mình. Hay là tôi dành 5 phút, điều đấy nó không quan trọng. Quan trọng là một ngày hôm đấy chúng tôi đã gặp nhau. Thì tôi nghĩ rằng là bạn nữ chắc cũng mong muốn điều đó đúng không em? Bạn nam thì sao? Điều đấy thì... Nếu mà ví dụ như vậy thì bạn nam làm được không? Ừ, mình làm được. Vậy thì cho Vi Hoàng hỏi một chút nhá. Là cái khoảng thời gian mà cứ 2-3 tuần gặp một lần như thế nó sẽ kéo dài trong khoảng bao lâu? Câu chuyện đó? Trong khoảng 1 năm nữa. 1 năm nữa? Easy. Em thấy thế nào? 1 năm nữa là anh ra trường hay là như nào? Không, 1 năm nữa là mình hoàn thành nghĩa vụ. Em thấy thế nào? Sau 1 năm đó ấy, là gặp nhau bình thường được, thậm chí dọn về ở với nhau luôn. Được. Em thấy được. Em thấy được đúng không? Muốn chốt rồi đấy à? Hay quá, thôi không nói nữa đúng không? Quyết định nhá, quyết định luôn nhá. Hay là thêm câu hỏi nào? Quyết định. Nhưng mà em là một người khá là tinh nghịch ấy, em cũng không thích kiểu nghiêm túc ấy. Anh có chấp nhận được không? Kiểu hay bị nhây ấy. Cũng tùy thuộc. Tùy thuộc vào cái gì? Đặc biệt là lúc anh đang làm việc thì em không nên gọi điện ở những việc không cần thiết. Thật ra đây nhá, cái câu chuyện tinh nghịch đó nhá, nó đơn giản như này này. Nó là vui tính thôi. Còn khi làm việc, tôi tin là bạn này sẽ tôn trọng bạn và hai bạn đang hiểu nhầm ý nhau rồi. Không sao cả, cái này mình có thể trao đổi lại với nhau. Còn tôi hiểu bạn là một người rất nghiêm túc, nên trong công việc bạn luôn muốn hoàn thành nó một cách xuất sắc nhất. Còn trong tình cảm ấy, luôn cần một người phải nhây và một người phải trầm. Chứ hai người cùng nhây về nhà thành sở thú à? Đúng không ạ? Điều đấy không được, không được, không được. Cộng lại như thế, nó có âm có dương như thế mới vừa. Ok, hợp lý rồi. Em thấy thế nào? Thật ra ý của bạn Nam ấy là em đừng gọi điện trong những việc không cần thiết ở đây, là khi là bạn ý có nhiệm vụ. Em hiểu đặc thù không? Đặc thù nó cũng rất là quan trọng. Hay ví dụ bạn ý đang làm chuyên án chẳng hạn. Anh đang chưa biết là em làm cái chuyên ngành gì, cụ thể là về gì nhá, hình sự hay là giao thông nhá. Nhưng mà đại loại là khi bạn đang làm nhiệm vụ ấy thì cái đấy nó là một cái không được phép đúng không ạ? Không được phép ở trong lúc làm việc. Thì cái điều đó mình có thể thông cảm vào nhau, nên nó sẽ là một cái tương lai sáng cho cả hai bạn nếu như các bạn có thể đến với nhau. Quyết định thôi, 10 giây để suy nghĩ. Nếu như đồng ý thì quay mặt lại. Còn nếu không đồng ý có thể quay lưng và đi thẳng. Bạn sẵn sàng chưa? Xin mời hai bạn quay lưng lại. Ok, 10 giây để suy nghĩ. Bắt đầu. Các bạn đang xem kết quả sổ số miền Bắc được chúng tôi cập nhật chiều ngày hôm nay. Chúc bạn đang xem sổ số miền Bắc của người tại Hải Phòng ngày hôm nay may mắn. Mọi người đã rất là ủng hộ các bạn quay lại đấy.
ngại hóa đi luôn rồi. Sao? Bạn cảm thấy thế nào? Thật ra là mình đang muốn tốt cho bạn ấy thôi. Đang muốn tốt cho bạn ấy? Vì sao? Vì là mình vẫn cảm thấy là mình chưa nên có người yêu vào thời điểm này. Thật ra là tôi nghĩ là bạn đang cần tìm một người có thể hiểu và thông cảm về công việc của bạn hơn, đúng không? Không sao cả, không sai cả, tất cả chúng ta đều có quyền yêu và được yêu. Và mình thấy ngày hôm nay là bạn dũng cảm, một người nghiêm túc như bạn mà dũng cảm tham gia một chương trình giới trẻ như thế này là rất rất là dũng cảm rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và như bạn, hy vọng là bạn sẽ tìm được một người thấu hiểu và thông cảm cho công việc của bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Các bạn có thể thấy không ạ? Smic và Qit, vì là Qit nè có thể ghép được cho rất là nhiều người từ công việc là đấy, công an muốn tham gia, ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên hay là thậm chí là làm những công việc văn phòng nhà nước cũng đều tham gia. Thế nên là các bạn có muốn like nhân vật trải nghiệm không? Nhớ join vào group ghép đôi đường phố đi bộ Hà Nội nhá. Đừng quên like, share, subscribe cho Vi Hoàng Qubit cùng với cả Smic Entertainment. Còn bây giờ thì đi ghép đôi tiếp thôi.